Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Alo bác sĩ thực hiện, được phát trên website alobacsi.vn, fanpage Alo bác sĩ hỏi bác sĩ trả lời và trên nền tảng TikTok, YouTube của chúng tôi Video Alo bác sĩ. Thưa quý vị, thực hiện chủ đề lần này với tên gọi là trẻ em F0, F1 cách ly tại nhà thì cần được lưu ý như thế nào cũng như là được theo dõi như thế nào. Đồng hành cùng quý vị xin được trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, là Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, trưởng phòng khám sàng lọc COVID-19 Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa Phó Giáo sư, với câu hỏi đầu tiên của bạn đọc gửi về cho Alo bác sĩ thì là gia đình tôi có một người là F0 đã đi cách ly tập trung rồi và những người còn lại thì cách ly tại nhà. Tôi lo lắng nhất là cho con gái của tôi và nhờ bác sĩ có thể đưa ra hướng dẫn dành cho trẻ em để cách ly F1 tại nhà thì chúng ta cần lưu ý gì, và tôi cũng muốn là rửa mũi cho em bé. Vậy thì không biết rằng là rửa mũi cho em bé thì mấy lần một ngày thì được, và nhà tôi có 2 phòng ngủ nhưng mà chỉ có một nhà vệ sinh thôi, thì cần chăm sóc cho em bé như thế nào ạ thưa Phó Giáo sư? Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì trong này thì tôi cũng không biết rằng là chị nói chính xác là gia đình mình là có bao nhiêu người, và hiện tại là đã đi cách ly nhưng mà còn lại bao nhiêu người, và lại là cháu gái con chị là bao nhiêu tuổi. Cái chuyện đó là cũng quan trọng, vì nếu mà cháu nó lớn á thì cái chuyện mà mình chăm sóc là nó khác, còn cháu mà nó đang còn là ví dụ như là dưới 12 tháng hoặc là dưới 2 tuổi, đến lúc mình phải cần phải cho ăn, ôm ấp về rồi kia, phải dỗ ngủ hay là phải hát ầu ơ thì chắc chắn là cái chuyện chăm sóc là nó sẽ hoàn toàn là khác. Thì trẻ lớn thì đã độc lập hơn và mình dễ hướng dẫn cháu trong cái chuyện mà chăm sóc giữ khoảng cách hơn. Thì nói chung là chăm sóc F1 hay là F0 ở nhà thì người lớn hay trẻ em thì nó cũng giống nhau. Thì nó có 3 mục tiêu chính thôi. Mục tiêu thứ nhất là mình phải, nếu là F1 thì chưa F0 thì mình sẽ coi thử rằng là có khả năng là F0 hay không. Và thứ hai nữa là mình sẽ coi rằng là khi mà có những cái bệnh lý hoặc là có những cái biểu hiện mà mình có nghĩ rằng là nếu F0 thì là có thể nặng hay không, còn F1 thì có thể có những cái bệnh lý đi kèm mà mình cũng phải chữa không. Và thứ ba nữa là mình cũng phải bên cạnh đó thì phải chăm sóc cho cháu, đồng viên cháu, nếu mà nhất là cái tuổi mà vị thành niên á, cháu mà ở nhà trước đây là giao du với bạn bè quen rồi, bây giờ mà nếu mà ở một mình á thì chắc là sẽ có rất là nhiều vấn đề tâm lý mà cần mình phải là nâng đỡ. Cả một cái nữa là phải giúp cháu cùng với gia đình để mà ngăn ngừa cho cái sự mà lây nhiễm cho cộng đồng cũng như là cho là người khác. Đó là những cái mục tiêu mà quan trọng khi mà mình bị là F0 và phải cách ly là tại nhà. Thì cũng với cái 3 mục tiêu trên đó, thì tôi nghĩ rằng là mình cũng không nên là quá lo lắng khi mà trong nhà mình đó, có 2 phòng ngủ nhưng mà có 1 toilet, thì cái điều kiện đó thì nó cũng hơi khó khăn là một chút. Cái mình giữ cái khoảng cách và tiếp xúc đó, là nó sẽ cũng là khó. Quan trọng thứ nhất đó, mình có thể làm cụ thể đó, là nếu mà mình phải dinh dưỡng tốt nè, uống đủ nước nè. Nếu cháu mà có những cái biểu hiện đó mà mình nghi ngờ đó, là F0 mà ví dụ giống như là mình thấy cháu có những biểu hiện như là sốt nè, ho nè, khó thở hay là mệt mỏi, thì hoặc là các cái thành viên trong gia đình như vậy đó, thì mình phải báo cho cái cơ quan mà người ta theo dõi, người ta giám sát đó, thì để người ta tiến hành xét nghiệm, tại vì lúc đó thì mình mới có thể là biết được. Thì thông thường nếu mà cháu mà không có bị vấn đề gì về hô hấp thì mình cũng không cần phải là nhỏ mũi đâu. Nếu mà mình nhỏ mũi, đặc biệt mấy cháu nó có những cái phản xạ hắt hơi nè, rồi hắt xì nè, ho, thì lúc đó cái lượng virus đó nó phát tán ra là còn nhiều hơn. Và khi mà mình nhỏ mà mình đứng gần gặp những cái phát tán đó thì nó sẽ cũng là cái khả năng mà mình phải tiếp xúc với virus đó thì nó sẽ còn cao hơn. Do đó nếu mà cháu không có vấn đề gì hô hấp thì mình cũng không có phải cần phải nhỏ mũi gì hết. Do đó là tôi nghĩ rằng là chị cũng không quá lo lắng để mà cứ nhỏ mũi thường xuyên, chỉ có điều trị khi thực sự là cháu có triệu chứng.
Với câu hỏi tiếp theo của bạn đọc thì bạn hỏi rằng là tôi có con trai 7 tuổi là F0 cách ly tại nhà. Vậy thì xin hỏi bác sĩ tôi phải chăm sóc con như thế nào? Bé sẽ phải test mấy lần về COVID-19? Và những ngày nào là trọng điểm cần theo dõi sát sức khỏe của em bé? Ví dụ như là sốt xuất huyết thì là ngày thứ 3, thứ 5 là phải coi kỹ. Vậy thì với COVID-19 thì là ngày nào và phải theo dõi như thế nào ạ, thưa Phó Giáo sư ạ? Vâng, câu hỏi của chị thì sẽ có một số phần. Thì thứ nhất á, là 7 tuổi là cách ly tại nhà thì phải chăm sóc là như thế nào? Thì lứa tuổi này thì thứ nhất là mình cũng có một cái cách đó là mình phát hiện cái thử rằng là cháu có khả năng là nặng hay không. Bởi vì cháu là F0 mà. Thông thường thì trẻ em là biểu hiện là nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Gần như là như vậy. Nhưng mà mình cũng nên theo dõi, tại vì mình cũng không biết được là có thể khi nào là có triệu chứng. Thì cái đầu tiên á, mà những trẻ này mà bị triệu chứng nặng á, thì thông thường nhất á, là có cháu có ho nhiều hơn rồi thở nhanh, bên gọi là viêm phổi đó. Khi mà viêm phổi rồi thì mình phải xem như là cháu bị nặng, và mình phải liên hệ đến cái chỗ mà giám sát để người ta có thể đưa cháu đi đến những cái nơi điều trị để mà kịp thời coi thử là cháu viêm phổi do COVID hay là do những cái vấn đề gì khác. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chị hỏi rằng là ngày nào thì là COVID là có thể là nặng, giống như là sốt xuất huyết á. Thì sốt xuất huyết là mình coi ngày thứ nặng đó là ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thì COVID á, ở trẻ em á, là có hai cái mốc. Ở người lớn á, thì thông thường người ta nặng á, là cũng ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10. Còn qua đó thì các cái triệu chứng là nó sẽ cũng cải thiện đi. Gần đây thì chủng Delta thì có thể là mô tả một số ca là sớm hơn ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thì nói chung là ở COVID á, thì phải ngày thứ 5 cho đến là ngày thứ 10 trong cái khoảng đó. Là còn nếu mà trước đó thì ít khi mà người lớn cũng như trẻ em là nặng. Ở trẻ em còn một cái hội chứng mà tôi gọi là hội chứng viêm mà đa cơ quan, thì cái triệu chứng này có thể xảy ra đồng thời khi mà trẻ bị nhiễm COVID, nhưng mà cũng có thể xảy ra ở một cái thời gian sau đó, chứ không phải là thời gian là bây giờ. Thì thời gian sau đó là cũng khoảng là từ 2 cho đến 6 tuần sau khi mà trẻ có thể nhiễm COVID. Thì lúc đó cái biểu hiện là giống như một cái tình trạng mà cháu là bị viêm cơ tim cấp gì đó. Do đó chị sẽ thấy cháu là thở mệt, cháu đi vận động là mệt, đi lên cầu thang là sẽ rất là khó khăn và rất là mệt, cháu vã mồ hôi, tay chân lạnh ấm nha. Thì lúc đó chị phải, thậm chí là nếu mà nặng hơn thì có những trẻ sẽ tái rồi sẽ tím, thì lúc đó là chị cũng phải nên là đưa đến bệnh viện. Hầu hết là những trẻ đó thì tiên lượng và hồi phục là rất là tốt nếu mà được xử trí là kịp thời. Cái phần thứ ba mà chị hỏi là phải xét nghiệm bao nhiêu lần, thì hiện nay mà F0 á, chị cũng không phải là cứ xét nghiệm nhiều đâu. Người ta định nghĩa và người ta theo dõi để mà cho, ví dụ ở bệnh viện đó, người ta cho về nhà theo dõi là ta chỉ cần 2 lần trong vòng 10 ngày đó mà âm tính. Cho nên Bộ Y tế hướng dẫn đó là mình sẽ xét nghiệm ở ngày thứ 7, thứ 14 và ngày thứ là 21. Ở những ngày đó mình làm PCR, cũng không cần phải mua test nhanh về mà chị làm rất nhiều lần, nó cũng không có giá trị gì. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Thế Nguyên đã có những chia sẻ rất là hữu ích ở câu hỏi thứ hai vừa rồi. Dạ thưa Phó Giáo sư, vậy thì với trẻ em là F0, F1 cách ly tại nhà, nếu như thường xuyên cho cháu uống nước chanh, sả thì có sợ bị ảnh hưởng dạ dày không? Bởi vì tôi cũng thấy những ngày gần đây thì trên mạng xã hội cũng có rất là nhiều những thông tin về chanh sả ngay cho cả người lớn cũng như là trẻ em. Vậy thì với trẻ em nếu sử dụng thì cần lưu ý điều gì không ạ thưa Phó Giáo sư? Người ta uống nước chanh bởi vì nó có vitamin C. Và rất là nhiều nghiên cứu về vai trò của vitamin C liên quan đến các cái bệnh lý nhiễm trùng. Khi vitamin C có khả năng là tăng sức đề kháng. Đặc biệt là cũng có rất nhiều nghiên cứu vitamin C liên quan đến là hiệu quả trong việc mà hỗ trợ cơ thể là tăng sức đề kháng. Ví dụ như giảm tỷ lệ đồ nặng, giảm tỷ lệ nhập viện. Nhưng mà hiện nay cho đến nay thì các cái nghiên cứu đó cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để mà hỗ trợ cái việc mà vai trò của vitamin C trong các cái trường hợp đó. Do đó nhưng mà dĩ nhiên là xưa nay thì người ta vẫn ủng hộ là vitamin C có thể là giúp cho cơ thể là có vai trò trong việc
kháng, không phải là COVID nặng thì cũng có những cái bệnh lý khác. À, tuy nhiên là để sử dụng đúng á, thì chị cũng không nên sử dụng vitamin nước chanh á, thì nó có vitamin C nhưng mà cũng có tính acid. Nếu mà cái độ acid mà nó đậm đặc mà trong lúc mà dài dài mà trẻ nó đói thì dĩ nhiên là nó sẽ khó chịu, nó sẽ cồn cào, nó có khả năng viêm dài dài. Nhưng mà nếu mình lặp lại nhiều lần đó thì thậm chí cái viêm đó mà có thể nên loét hay là nó sẽ là kéo dài thì không nên. Do đó nếu chị có thể dùng thì với cái nồng độ thích hợp, ví dụ như nó sẽ có loãng hơn, sẽ ngọt hơn, uống sau khi mà có một chút gì đó no thì nó sẽ dễ dàng hơn và cũng dễ dàng là không phải bị ảnh hưởng gì là cho cái dạ dày là của người lớn cũng như là của trẻ em. Dạ vâng. Dạ thưa phó giáo sư, cũng có khá là nhiều người biết rõ một cái thông tin rằng là hiện nay thì bây giờ có nhiều người bệnh COVID-19 thì không có triệu chứng. Và bạn đọc hỏi rằng là gia đình tôi thì cũng chưa có ai làm test cả. Bên cạnh đó thì con trai tôi lại bị bệnh hen suyễn. Và đây là một cái điều tôi rất là lưu ý. Tôi cũng chưa mua được máy SpO2. Làm sao để biết bé có thở đủ oxy không ạ, thưa phó giáo sư? À, có hai ý trong cái câu hỏi của chị. Cái thứ nhất đó là một lần là làm sao tôi biết rằng là mình có bị nhiễm COVID không? Thì cái chẩn đoán khẳng định nhất đó là khi chị làm test dịch tị hầu ra dương tính, với lại mà đặc biệt là không phải là test nhanh nữa mà phải là PCR dương tính thì y học mới chẩn đoán xác định là mình bị nhiễm. Ngay cả test nhanh dương tính thì cũng đòi hỏi là phải được là khẳng định trở lại bằng là PCR. Hiện nay với tình hình dịch tễ của thành phố thì phải nói rằng là ai cũng có nguy cơ hết. Nhưng mà mình có cần phải lấy về làm, mua về mà mình làm đại trà hết tất cả không? Thì dĩ nhiên là mình cũng có thể, nhưng mà có cần thiết hay không thì mình phải coi mình có thuộc cái yếu tố nguy cơ không. Nếu như mình có ra ngoài nè, rồi mình tiếp xúc với người, rồi mình cũng có bệnh nền nè, rồi mình cũng có nhiều người xung quanh là ép mà mình đang có việc phải đi xa mình cần, thì lúc đó là mình có thể mua về để mà làm test để mà mình coi, mình giám sát sức khỏe là của mình, thì cũng không ai cấm đoán cái chuyện đó. Và đôi lúc là nó cũng là một cái giúp cách để mà giúp cho mình phát hiện tốt hơn, chứ còn cũng không có một cái triệu chứng nào để mà có thể giúp là coi như là xác định một cách chắc chắn. Mặc dù là ví dụ như là chị sẽ thấy là người ta mất khứu giác hoặc là mất vị giác là triệu chứng cũng tương đối là nó cảm thấy rằng là nó chuyên biệt hơn cho là nhiễm SARS-CoV. Thứ hai nữa là cháu nó bị hen suyễn, thành thử là chị sẽ lo lắng rằng là làm sao để cháu mà cung cấp là oxy, thở oxy đó nó có đủ không. Thì thứ nhất là chắc là cháu bị hen thì chị sẽ biết rất là nhiều lần cháu nó lên cơn, lúc đó gọi là nó thiếu cơn hen, nó có thể là nhẹ, là trung bình, là nặng, giống như mà SARS-CoV vậy đó, nó cũng có nhẹ, trung bình, là nặng, là nguy kịch. Thì khi mà nó ở cái mức mà trung bình trở lên đó, thì nó sẽ thở nhanh nè, thở mệt nè, rồi chị sẽ thấy nó gắng sức nè, nó vã mồ hôi nè, thậm chí là nó tím nè, thậm chí là cháu nó nói từng câu hoặc là nói từng chữ hoặc là thở không nổi. Thì cái SARS-CoV á, nó người ta chẩn đoán là bệnh nhân thiếu oxy á, thì nó có hai cách. Cái cách mà tôi kể rằng là nó người ta có thể thấy là phân luồng là nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch, đó là dựa vào cái triệu chứng lâm sàng. Ta thấy là nhân có thở nè, thở nhanh nè, rồi thở co kéo, gắng sức vậy á, thì lúc đó là có khả năng là bệnh nhân đã thiếu, hoặc là ta nhìn vô môi bệnh nhân là tím là chắc chắn là đã thiếu rồi. Còn cái thứ hai là tôi dùng cái phương tiện thứ nhất là bây giờ chị thấy là mua SpO2 về đo đó, hoặc là người ta làm khí máu chắc chắn nhất. Thì cái nếu mà mình không có thì mình phải coi các cái biểu hiện lâm sàng, chứ mình cũng không có. Nếu mà mình bình thường khỏe mạnh thì thôi, trừ khi mà mình khó thở rồi mà tím tái rồi, hay là rồi mình nhịp thở nhanh rồi thở gắng sức, thì lúc đó mình nghĩ là mình có thể thiếu oxy. Còn bình thường là không ai thiếu oxy hết, ai cũng bình thường hết á. Còn người ta chỉ sẽ lo lắng bởi vì chị thấy là có một bộ phận người ta nói rằng là giảm oxy máu mà là yên lặng á, tức là không có biểu hiện. Thực ra thì người đó vẫn có biểu hiện, người ta vẫn cảm thấy là gắng sức là kém, người ta vẫn mệt mỏi, người ta vẫn có thể tím, nhịp tim người ta vẫn có thể nhanh, mặc dù là tôi gọi là sai lầm bởi vì nó không có tương ứng giữa một cái biểu hiện lâm sàng. Lâm sàng thì rất nhẹ nhàng so với một cái tổn thương ở trên phổi thì nó rất là ít, nhưng mà trên lâm sàng thì nhìn bệnh nhân rất là tím mà nhanh vậy, nhưng mà bệnh nhân vẫn tỉnh táo rồi khác. Do đó là khi mà có những triệu chứng thì chị cứ là thông báo cho cái người mà
mà giám sát, hoặc là chị phải đưa đến bệnh viện chị khám, hoặc là hiện nay thì có rất là nhiều cái nhóm bác sĩ có thể tư vấn và chị có thể hỏi. Dạ, dạ thưa Phó Giáo sư Thế Quyên, ở trong đại dịch này thì chúng ta khá là lo lắng và nhiều người cũng muốn mua trữ những cái que test nhanh để chúng ta có thể tự test nhanh tại nhà. Liệu rằng vấn đề này có cần thiết hay không? Vì que test chỉ có một cỡ mà mũi của em bé thì lại nhỏ. Và khi test cho trẻ em thì cần lưu ý gì? Dịch lây lan quá cho nên là cũng muốn mua test nhanh về. Thì liệu rằng có cần thiết không ạ, thưa Phó Giáo sư? Thứ nhất là mình hỏi rằng là cái test có cần trữ hay không? Thì hiện nay á, là test á, là trước đây là tụi tôi là nó thiếu, còn bây giờ thì được sản xuất nhiều hơn. Nhưng mà mình cũng không phải trữ để làm gì, tại vì mình chỉ có test khi mà mình nghi ngờ là mình có mình có khả năng là mình bị nhiễm. Còn mình test định kỳ á thì nó cũng không có phải là một cái giải pháp mà người ta khuyến cáo. Là hiện nay thì mình khỏe mạnh và mình tuân thủ các cái 5K là nó đã tốt rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là test thì có một cỡ, và ở trẻ em, đặc biệt là như có những trẻ sơ sinh thì mình có chỉ có sợ rằng là nó sẽ, khi mà mình làm test đó có thể gây nên tổn thương hay không. Thì chúng tôi làm thì thấy rằng là những trẻ mà trên 5 tuổi thì chuyện mà lấy test á, thông thường là mấy cháu mà đã ngồi được, mấy cháu có thể giải thích được cho mấy cháu thì sẽ làm nó nhẹ nhàng hơn, mấy cháu không có phản ứng thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc là những cái trẻ mà dưới 12 tháng á, thì lúc đó mấy trẻ nằm mình giữ nó sẽ dễ dàng hơn để mà mình làm cái khoa test đó. Nhưng mà những cái trẻ từ 2 đến 5 tuổi thì khó khăn hơn. Trẻ sẽ kháng cự lại, và trẻ vùng bằng là mình rất là khó để mà mình đưa cái cây vô để mà mình lấy cái dịch tị hầu. Thì lúc đó mình phải giữ và mình sẽ đưa làm sao đó để dừng cho cháu nó vùng vẫy quá, có thể gây nên là chảy máu nếu mà chị làm mạnh quá, phản kháng quá, và là nó gây nên đau, thậm chí là cũng rất là khó chịu, với những người lớn làm cũng số nước mắt, chảy nước mắt ra. Tuy nhiên cái kích cỡ của cái cây đó so với mũi của trẻ em hoặc người lớn thì nó đều nhỏ hết. Và chị lấy cái cây mà đúng chuẩn của các cái công ty, đừng có lấy cái cây gỗ là được. Dạ thưa Phó Giáo sư, một bạn đọc nữa cũng có một thắc mắc là nhà tôi thì sống ở chung cư và căn hộ cùng dãy thì có người F1 cách ly tại nhà, mà hướng gió thì lại thổi từ bên đó qua bên nhà tôi. Vậy thì gia đình tôi có hai cháu nhỏ thì tôi cũng rất là lo lắng. Mong bác sĩ có thể chỉ cách làm sao để phòng bệnh. Và chúng tôi thì thực sự là cũng không thể nào mà đóng cửa suốt ngày được. Xin nhờ Phó Giáo sư có thể chia sẻ cách nào được không ạ? Dạ vâng, mình nói về cái đường lây á, thì người ta chủ yếu là đường lây hiện nay mà nói rằng là qua là tiếp xúc, hoặc là qua tiếp xúc mà gần, hoặc là qua tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà F0. Đặc biệt là những cái tiếp xúc gần mà dưới là 2 mét trong một cái không gian là hẹp, mà chỉ không có thể có tuân thủ đúng là 5K, không có tủ khẩu trang. Cái người mà bị F0 thì có thể ho, có thể hắt xì, nói thì nó sẽ dễ phát tán virus hơn. Còn cái chuyện mà lây qua không khí thì hiện nay là người ta cũng được là đề cập. Tuy nhiên rằng là ngay cả các cái đơn vị điều trị thì người ta cũng được khuyến cáo rằng là sẽ được mở cửa ra để thông thoáng, mở cửa sổ, đặc biệt là những chiếc quạt đó, thì cái hướng của cái quạt đó thì cũng không phải là cái ở trên trần để không khí đó nó được là lưu thông, chứ không phải là theo một cái hướng từ một cái người bệnh qua một cái người không bệnh, thì dĩ nhiên là không tốt. Nhưng mà trong cái khoảng không gian là gần thôi. Còn nếu mà trong cái ở cái nhà chị thì tốt nhất là chị nên mở cửa sổ để thông thoáng, để thông khí, và chị cũng yên tâm rằng là virus không phải là không phải là bay từ nhà này là qua nhà khác. Ví dụ như chúng tôi làm trong các cái đơn vị hồi sức thì chúng tôi cũng trong những cái khuôn viên nhà thì chúng tôi cũng tiếp xúc, nhưng mà chúng tôi cũng không có ai bị nhiễm hết. Quan trọng nhất là chỉ phải cái đối tượng mà tiếp xúc gần và không có tuân thủ đúng là bị nhiều nhất. Dạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều. Dạ thưa bác sĩ, với câu hỏi tiếp theo của bạn đọc tên là Huy Nguyễn, thì bạn đọc hỏi rằng là tôi đọc thì thấy vitamin D
là giúp tăng sức đề kháng, chống lại bệnh COVID-19. Nhưng mà thời gian này thì gia đình cũng không thể đi ra ngoài phơi nắng buổi sáng được, cũng như là căn hộ của chúng tôi lại không có nắng chiếu vào. Vậy thì chúng tôi có nên là mua vitamin D để uống bổ sung hay không? Và bổ sung nếu có thì bổ sung với liều lượng như thế nào? Nhà tôi thì có hai vợ chồng và hai con nhỏ ạ, thưa bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn anh Uy Nguyễn. Thì vitamin D là từ lâu á, là người ta cũng nói là liên quan đến cái bệnh lý như tim mạch, nhiễm trùng và bệnh lý các cái bệnh lý về miễn dịch. Nhưng mà người ta đề cập đến chuyện đó bởi vì vitamin D á, là có thể giúp cho tăng cái khả năng đề kháng, cũng như là tăng cái, cũng có nhắc cùng là điều hòa miễn dịch bằng cách là tăng các cái hoạt động của các cái tế bào là như là lympho T, rồi các cái đại thực bào. Do đó là người ta, cái thứ hai nữa là người ta nhận thấy là những người mà da màu hoặc là những người già, khi mà cái nồng độ vitamin D là thấp thì cái tỷ lệ mà mắc COVID đó là sẽ cũng sẽ cao lên. Do đó người ta nghĩ rằng là có thể có vai trò của vitamin D trong việc mà nhiễm là SARS-CoV, cũng như là có vai trò của vitamin D không trong cái chuyện mà người đó có thể là bị nhẹ, chuyển sang nặng, chuyển sang là nguy kịch nếu mà người ta thiếu vitamin D không. Thì cho đến nay thì các cái nghiên cứu để chứng tỏ rằng vitamin D có thể giúp người ta chuyển từ là thiếu vitamin D sẽ làm người ta bị từ nhẹ rồi qua nặng, qua nguy kịch thì chưa có được chứng minh. Có thể rằng là phải cần thêm nhiều nghiên cứu để có một cái mối liên quan giữa vitamin D với lại là bệnh sặc COVID, tại vì nó còn nhiều yếu tố khác nữa, không phải chỉ có vitamin D không. Tuy nhiên là tôi cũng nhận thấy là vitamin D có vai trò rất nhiều trong cái ngoài cái chuyện mà phát triển hệ xương, hệ cơ, thì ngoài ra cũng có thể giúp cho các cái sự điều hòa các cái yếu tố của các cái bệnh lý khác như là tim mạch, nội tiết. Do đó là và trong cái điều kiện mà anh chị không có thể tiếp xúc để có nhiều vitamin D, như thức ăn cũng hạn chế gì khác, thì anh chị sẽ có thể bổ sung. Và liều bổ sung thông thường là 400 cho đến là 800 đơn vị là một ngày. Thì mình cũng có rất là nhiều cái chế phẩm mà có những cái nồng độ đó, thì chỉ có thể là bổ sung. Đó là một, cũng là cái giải pháp là tốt đối với những cái nơi mà khả năng thiếu vitamin D. Như Việt Nam là cũng một trong những cái nơi mà thiếu vitamin D. Dạ thưa Phó Giáo sư, với câu hỏi tiếp theo của bạn Quỳnh Hoa đến từ Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn hỏi rằng là ở chung cư, nếu như mà tôi đi làm ở chung cư mà đi chung thang máy với người bệnh COVID-19 nhưng mà không có triệu chứng, mặc dù là đằng trước thang máy thì cũng có dán những cái bảng để thông báo rằng là người dân nên đứng cách xa, đeo khẩu trang, không nói chuyện, hoặc là trong thang máy chỉ có tối đa 3 hoặc 2 người. Thế nhưng mà liệu rằng nếu như tôi tuân thủ thì liệu rằng là có lây không? Mặc dù là tôi có đeo khẩu trang nhưng mà vẫn lo lắng là vì tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể đang là F0 không có triệu chứng ạ, thưa Phó Giáo sư. Tôi nghĩ là chị lo lắng là đúng. Ví dụ như chúng tôi định nghĩa rằng là tiếp xúc gần, là chúng tôi định nghĩa rằng là nếu mà người đó tiếp xúc và dưới 2 mét, mà nguy cơ cao hơn nữa là dưới 1 mét, và cái thời gian mà mình tiếp xúc là kéo dài ra, ví dụ ta định nghĩa là nguy cơ càng cao khi mà trên 15 phút, ví dụ mình nói một câu mình đi thì chắc là mấy giây thì không có sao, nhưng mà mình đứng trên 15 phút là nó sẽ nhiều hơn. Và đặc biệt là nếu mà cái người F0 hay là mình không có mang khẩu trang, rồi ho hạt thì nó sẽ nhiều hơn. Giống như mình đứng trong thang máy mà mình chạm trên các cái vách tường, hoặc là mình cầm trên cái tay đó, ai cũng cầm chung hết trơn, rồi ai cũng bấm chung hết trơn, thì nguy cơ nó nhiều hơn. Tùy theo cái thời gian dịch, nếu mà xét ở cái giai đoạn đầu tiên đó, khi mà dịch nó còn ít đó, thì những cái chị mà đi F chung F0 á, chị thấy người ta vô người ta phong bế cả cái chung cư đó, block đó là F1 hết, ai nằm trong block đó là F1 hết, bất kể chị có thể là cùng tầng hay chị có đi thang máy chung hay là không, huống gì chị đi thang máy chung. Do đó chị đi thang máy chung là cũng có thể là nguy cơ là sẽ cao hơn. Nhưng mà khi mà mình làm á, mình coi thì là quan trọng nhất là mình, người ta làm diện rộng vậy đấy, vì người ta làm, người ta tránh một cái lây lan cho cộng đồng rất là nhiều, và người ta nhằm phát hiện rất là nhiều là F1 coi thứ ai là F1 hết. Nhưng mà ở thời điểm này thì mình bảo vệ cho mình bằng cách rằng là vô thang máy á, thì mình cũng phải đứng xa ra, rồi mình cũng phải mang khẩu trang, rồi mình cũng phải đi vô đi ra thì mình sẽ sát khuẩn tay, thì coi như mình đã sát khuẩn tay, nghĩa là virus nó có bám một hai con gì đó thì nó cũng đã chết rồi, thì mình cũng sẽ không phải bị. Nếu mà mình lỡ mình đưa tay lên mình che, mình
chàm vô mặt, mắt, mũi, miệng gì đó thì mình cũng sẽ là đỡ ra cái mình coi như là mình không có bị cái chuyện đó. Còn đi thang máy chung, mà đặc biệt là thang máy mà có gắn máy lạnh nữa là sẽ nguy cơ thì sẽ cao hơn. Dạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Và chúng ta cũng có thể thấy là qua câu trả lời của Phó Giáo sư Thế Nguyên thì rất là nhiều thông tin được cung cấp đến với quý vị. Có thể thấy là đến thời điểm hiện tại, dù chúng ta đã có vaccine nhưng mà 5K vẫn rất là quan trọng. Dạ, thưa Phó Giáo sư, với câu hỏi tiếp theo thì bạn đọc hỏi rằng là nếu như một người F0 cách ly tại nhà, gia đình tôi có một người F0 cách ly tại nhà và người đó đã ở phòng riêng rồi, thì người ở cùng nhà có cần thiết phải đeo khẩu trang 24/24 hay không? Và dù khẩu trang vải thì có được không? Liệu rằng là mấy tiếng thì tôi phải thay khẩu trang một lần và đi ngủ thì có được bỏ khẩu trang ra không ạ? Hiện nay thì thành phố đang chủ trương là cách ly F1 và F0 là tại nhà. Do đó là tôi nghĩ rằng là các cái hướng dẫn được cách ly tại nhà nằm mục đích đó, có hai mục đích. Thứ nhất đó là trong khi thành phố là có rất nhiều chỗ và cũng có những người mà chưa có thể đến tới khu vực cách ly, thì thứ nhất đó là mình phải coi thử rằng là F0 là có cái biểu hiện nặng không, và thứ hai nó đừng lây nhiễm cho cộng đồng. Nhưng mà cái người ở chung nhà thì chắc chắn là mình nguy cơ là nhiều nhất. Ví dụ giống như là có rất nhiều bạn của tôi, thậm chí là bác sĩ, nếu nói rằng là người chung nhà mà đã bị F0 rồi, coi chừng là mình F0 rồi. Tại vì lúc đó mình đã có tiếp xúc trước người khác. Do đó cái thời điểm mà mình xét nghiệm á, nếu mà mình xét nghiệm mà mình biết rằng là mình chưa nhiễm, nhưng mà mình tiếp xúc rồi thì mình cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc để mà mình xét nghiệm, mình phát hiện mình có thể là F1 trở thành F0 hay không. Đó. Do đó trong cái quá trình mà mình cách ly chung đó là mình cũng phải theo dõi cả cái người F0 và kể cả mình. Cái thứ hai nữa là chị hỏi tôi là khẩu trang, thì thứ nhất đó là khẩu trang vải á, khi mà có F0 rồi khẩu trang không là không có an toàn. Khẩu trang vải là càng không an toàn nữa, thì tôi phải là khẩu trang y tế. Do đó là khẩu trang vải không là không an toàn. Và khi mà có F0 á, nếu mà chị tiếp xúc mà chị mang khẩu trang vải mà nó ướt, những cái chỗ nó thấm vô thì nguy cơ nó sẽ nhiều hơn. Bao lâu thay sau khi khẩu trang đó mình mang thì mình thay một lần thì cũng khó mà người ta nghĩ lắm. Ví dụ như trong cái thời gian mà thiếu thốn đó, ở Ý người ta nói bác sĩ còn mang một khẩu trang phẫu thuật chỉ 24 tiếng. Do đó rằng là mình á, tùy theo mình có điều kiện, nghĩa rằng là khẩu trang bây giờ mình đang có mới có lúc nó bị rách, nó bị thấm ướt, nó bị mình hồi nãy là mình sờ lên mũi rồi mình sờ khẩu trang luôn, thì lúc đó mình phải thay. Hoặc là lỡ mình để vô bàn hết trơn á, mình để vô cái mình tháo xuống là mình để vô bàn, mình cầm tay lung tung hết mà mình không có tuân thủ được là rửa tay gì hết á, thì lúc đó là mình phải thay. Nếu mà khẩu trang được mang đúng, tức là mình bỏ lên rồi mình mang đúng, rồi mình ít chạm vô, rồi mình gỡ ra nó cũng đúng, thì mình có thể là kéo dài cái thời gian hơn. Khi ngủ thì có mang không? Hiện nay tôi làm ở đơn vị COVID thì ngủ mà đặc biệt là ngủ chung là cũng phải mang á. Tại vì nếu mà khi ngủ cởi ra mà nếu mà cái người kia mà ho nhiều hơn rồi hắt xì nhiều hơn trong phòng máy lạnh thì chắc là sẽ nhiều hơn đó. Do đó là mình phải tuân khoảng cách và mình cũng phải tuân thủ rằng là phải mang khẩu trang trong cái quá trình đó, tại vì cái động tác ho đó thì cái lượng phát tán nó có thể là nhiều hơn. Dạ, thưa quý vị, với 9 câu hỏi của chương trình từ đầu chương trình đến giờ thì có thể thấy là những thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên chia sẻ đến với tất cả quý vị toàn là những thông tin bổ ích, và đặc biệt là trong đó là việc chúng ta bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Dạ, thưa Phó Giáo sư, trước khi kết lại chương trình thì ngày hôm nay với câu hỏi cuối cùng thì nhờ Phó Giáo sư có thể đưa ra hướng dẫn chung, một cái hướng dẫn chung để cho cha mẹ chăm sóc con là F0, F1 tại nhà, mặc dù biết là trẻ bị có thể chỉ bị bệnh nhẹ nhưng họ vẫn lo lắng rất là nhiều ạ, thưa Phó Giáo sư. Dĩ nhiên là F0 hay là F1 gì, và với cái tình hình mà rất nhiều người bị bệnh hiện nay cũng như là nhiều thông tin mà mình cũng không có chắc chắn hiện nay về tình hình độ nặng của bệnh, ai cũng phải lo hết. Do đó là cái chuyện mà thứ nhất là tôi nói rằng là chỉ lo lắng là một cái giải pháp tốt. Nhưng mà trong cái chuyện lo lắng đó, mình sẽ tìm những cái kiến thức và mình sẽ tìm những cái phương pháp để mà mình cảm thấy rằng là mình an tâm cho cái chuyện đó là vô cùng quan trọng. Thì thứ nhất là F1 hay F0 hiện nay thì cách ly chị cũng phải cố gắng tuân thủ. Thứ nhất là mình phải có những cái vấn đề sau. Thứ nhất đó là mình phải phát hiện coi thử là mình có bị nặng không nếu mình là F0. Thứ hai nữa là mình là F1 mà chưa có thời gian xét nghiệm kịp thời thì mình cũng có thể trở thành F0.
và mình cũng có thể nặng. Cái thứ hai nữa là mình phải tuân thủ để mình đừng có lây cho cộng đồng và cũng đừng để lây cho những cái người là xung quanh. Có nhiều người F0 nhưng mà lại đi ra ngoài. Mình nghĩ rằng mình đi ra ngoài mình mang khẩu trang không là sẽ đủ, không phải. Về mặt nguyên tắc là người ta nói là mình mang khẩu trang mình hạn chế, nhưng mà chỉ có khẩu trang không thì cũng không an toàn. Phải khẩu trang, khoảng cách, rồi phải rửa tay. Không những là mình vậy mà cái người mà mình tiếp xúc á, người ta cũng phải tuân thủ như thì người ta mới gọi là an toàn. Cái thứ ba nữa là vấn đề hiện nay là F0 á, thì ở trong nhà thì phải nói rằng là rất là tù túng và cũng rất là bức xúc. Do đó là có rất nhiều vấn đề, do đó mình phải tạo nên một cái tâm lý cho nó thiệt tốt và mình phải chấp nhận để mình mới đương đầu đó. Tại vì mình tích cực á, thì chuyện đó sẽ mang lại rất là nhiều cái điều hữu ích. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng là mình cái khi mà mình u uất thì cái khả năng mà mình chống chọi với bệnh tật nó sẽ cũng sẽ có thể là sẽ bị kém đi. Một cái nữa là anh chị phải cũng cố gắng là một cái dinh dưỡng hay là một cái uống nước đầy đủ, và mình phải theo dõi được các cái khi mà mình có những triệu chứng thì mình phải tìm hiểu, mình biết đâu là những cái triệu chứng mà mình có thể nặng. Tại vì mình có thể nặng để mình phải thông báo cho cái bệnh viện của tuyến quận huyện, cái đơn vị điều trị đó, và thậm chí mình biết là thông tin khi nào là mình gọi điện thoại số nào nè, số nào là mình có thể là số mà bác sĩ mình liên hệ nè, để mình biết thì khi mà mình cần biết là mình gọi đến là đến ngay. Thì tôi cũng biết được là hiện nay thành phố đang còn tạo nên là nhiều cái cổng đầu cầu để cho các cái người dân khi mà có những cái vấn đề người ta có thể liên hệ được. Thì cũng đó là một số cái mà chia sẻ với các anh chị, là mong rằng là cũng sẽ rất là giúp hữu ích cho trong cái giai đoạn mà tình hình dịch đang diễn tiến phức tạp hiện nay. Thiên Thục xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là những ai chúng ta đang có con nhỏ, có được những thông tin rất là hữu ích. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình cũng như là có những thông tin chia sẻ và những lời khuyên rất hữu ích của ở cuối chương trình để quý vị có thể tự cung cấp thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Và một lần nữa Thiên Thục xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả gửi một lời chúc sức khỏe đến Phó Giáo sư và cảm ơn Phó Giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Thiên Thục, cảm ơn tất cả các bạn. Thiên Thục xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, an toàn, vững tâm đi qua mùa dịch. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo.